Nè. Yeah. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Đang nhớ cái nhỏ nào phải không? Nè, con có vợ rồi nha, không có nghĩ tầm bậy tầm bạ được nha. Phá hoại gia đình là không có nên đâu nha con. Trời ơi, tầm bậy tầm bạ không? Suy nghĩ nhỏ nào đâu? Con đang đứng là con suy nghĩ về là sắp tới anh hai chị hai với lại hai đứa cháu của con về về Việt Nam chơi nè. Con định là dẫn cả nhà đi du lịch mà không biết là đi nước nào. Trời ơi, ba quên cái chuyện này nữa. Trời ơi, suy nghĩ là hợp lý, phải đi du lịch, cả nhà mình phải đi du lịch thì đó. Để bà vô bà lấy cái điện thoại trong cổng người ta quảng cáo ba cái vụ du lịch nhiều lắm, để coi địa phương nào tốt mình đi. Ủa gì vậy ba? Bị chắc khớp. Ủa chết cha. Ủa ba có sao không? Ây da, bị thất khớp vậy thôi, đâu có sao đâu. Trời ơi, cái tình trạng cứ diễn đi, diễn lại liên tục hoài à. Ba phải đi khám bác sĩ coi sao nha. Nhiều khi bác sĩ vô bắt ba phẫu thuật luôn á. Bậy, ma cái chuyện này mà tự nhiên phẫu thuật nó tầm bậy tầm bạ. Không sao nữa. Nó lại đi, ba bị thất khớp chứ ba có bị gãy tay gãy chân mà phải đi phẫu thuật. Bác sĩ nói là chỉ cần mà ăn uống cho nó đúng, tập giờ vật lý trị liệu cho nó đàng hoàng, mọi thứ nó ổn định thì coi như cái bệnh mình nó hết. Ủa, rồi ba tập vật lý trị liệu, ba tập thể dục rồi, rồi ba không có sử dụng cái sản phẩm này hả? Có sao không? Không có sao ba để đây? Ngày ba đi nghe nè, đi ra lấy ớt lấy thuốc là uống nó nè. Nó nè, ở gần bên ba còn hơn là mẹ con đó. Nó chơi thôi chứ đừng mét là mẹ con nghe. Cái này là ba uống thuốc thì thôi chứ còn mẹ con không bao giờ ba bỏ đâu. Yên tâm. Ủa quên nữa. Rồi sáng con đi công chuyện về cái cô Hiền hàng xóm đưa cho ba chai dầu này nè. Kêu ba ta vô cái gì đó. Ủa? Chai dầu này. Mà sao tự nhiên cô Hiền đưa ba chai dầu? Ủa hai người có tình ý gì riêng với nhau hay sao ta? Bậy đi rồi nói thằng Mỹ thằng bà rồi mẹ con nghe được là chết luôn á nghe. Ủa chứ sao? Có nghĩa là bữa hôm đi họp tổ dân phố, rồi bà bị bệnh giống như ba vậy đó, con bị thấp khớp rồi à. Rồi con coi như thái quá chỗ này nè đó, rồi bà với ba rồi nói chuyện với nhau rồi bà nói ba cái thuốc này ba gặp con bà đưa cho con đó. À chứ chỉ có nói chuyện thôi à. À bây giờ thí dụ như bây giờ mình uống cái này rồi cái này mình thoa nữa là hai cái nó có hợp lý không? Được không? Ai biết đâu thì bây giờ phải hỏi lại cô Hiền chứ sao hỏi con? Thì bây giờ con đi hỏi cô Hiền thì con nói là cho ba nghe đi thôi, ba qua nhà cô Hiền mất công mẹ bay thấy rồi mẹ bay nghĩ thằng bậy thằng bạ rồi chết luôn á. Được rồi chút xíu nữa con qua. Vậy đi.